Bạch Thế Tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ năm loại mắt mà nói, chẳng vì xả bỏ năm loại mắt mà nói, chẳng vì nhiếp thủ sáu phép thần thông mà nói, chẳng vì xả bỏ sáu phép thần thông mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ Pháp môn tam ma địa mà nói, chẳng vì xả bỏ Pháp môn tam ma địa mà nói, chẳng vì nhiếp thủ Pháp môn đà la ni mà nói, chẳng vì xả bỏ Pháp môn đà la ni mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ mười lực Phật mà nói, chẳng vì xả bỏ mười lực Phật mà nói, chẳng vì nhiếp thủ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng mà nói chẳng vì xả bỏ bốn điều không sợ cho đến 18 pháp phật bất cộng mà nói bạch thế tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ quả dự lưu mà nói chẳng vì xả bỏ quả dự lưu mà nói chẳng vì nhiếp thủ quả nhất lai bất hoàn a la hán mà nói chẳng vì xả bỏ quả nhất lai bất hoàn a la hán mà nói Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này, chẳng vì nhiếp thủ quả vị độc giác mà nói, chẳng vì xả bỏ quả vị độc giác mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này, chẳng vì nhiếp thủ trí nhất thiết mà nói, chẳng vì xả bỏ trí nhất thiết mà nói. Chẳng vì nhiếp thủ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà nói, chẳng vì xả bỏ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tất cả Phật Pháp mà nói, chẳng vì xả bỏ tất cả Phật Pháp mà và nói. Bạch Thế Tôn, các hữu tình trong thế gian, phần nhiều tu hành thì nhiếp thủ sự tu hành, khởi sanh chấp ta và của ta, đó là sắc là ta, là của ta, thọ tưởng hành thức là ta, là của ta.